xây dựng Nhiên Phát kính chào cô bác anh chị. Ngày hôm nay thì bên em Nhiên lại tiếp tục xả kho thanh lý cho cô bác anh chị mình rất nhiều mặt hàng để cô bác anh chị mình lựa chọn các bác nhé. Thì đầu tiên ngày hôm nay em có về một cái lô bút bi các bác này. Đây, bút này thì cô bác anh chị mình có thể sắm ngay cho con mình đi học, hoặc là các bác làm việc mà thiếu bút thì các bác có thể sắm cho em nhé. Và giá thì cực kỳ ưu đãi luôn các bác nhá. Đấy, bút này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 2.000 một bút thôi cô bác anh chị mình nhá. 2.000 một bút thôi, giá là cực kỳ rẻ luôn cô bác anh chị mình. Đấy, bác nào chốt thì liền tay chốt nhanh cho em nhé. Rồi tiếp tục nữa em qua bên này cho cô bác anh chị mình. Đây, cô bác nào nhu cầu về đèn ốp tường ạ. Đây, đèn ốp tường các bác nhá. Đèn này thì bằng năng lượng mặt trời, lúc nào đến tối thì nó sẽ tự sáng cho cô bác anh chị mình. Đèn ốp tường đấy, cái này thì cảm biến con người qua lại, giá chỉ có là 85.000 một cái thôi các bác nhá. Đấy, 85.000 một cái này. Rồi đặc biệt ngày hôm nay thì bên em sẽ thanh lý cho cô bác anh chị mình một cái bổ khóa ZT này. Đây, bổ khóa ZT 8-24 các bác nhá. Đấy, và bổ khóa này thì bên em sẽ thanh lý cho các bác với giá chỉ có là 250.000 thôi các bác nhá. 250.000 giá cực kỳ bèo luôn các bác nhá. Đấy, giá là bao rẻ. Rồi qua bên này thì em giới thiệu đến cho các bác anh chị mình tiếp. Đây, đây là cái đèn giả camera. Đèn giả cam này thì em sẽ thanh lý cho cô bác anh chị mình với giá là 100.000. Cái này thì nó cũng sử dụng bằng năng lượng mặt trời, và ban đêm nó sẽ tự động phát sáng, còn có cả remote điều khiển từ xa nữa các bác nhá. Giá chỉ có là 100.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. 100.000 thôi, giá cực kỳ rẻ luôn. Rồi tiếp theo Nhiên qua tiếp này. Xin giới thiệu đến cô bác anh chị một cái dòng Gen 1 của Hukan các bác nhá. 16,8V Hukan. Đấy. Màu là quá chất quá đỉnh luôn. Đấy, và nó là có tận 3 chế độ khoan bắn vít và búa. Đi kèm sẽ có là 2 pin 16,8V, một sạc bàn kèm theo một bộ phụ kiện siêu xịn sò luôn cô bác anh chị mình. Đấy, quá ok luôn các bác nha. Đấy, lực Newton của nó là 45 Newton các bác nha. Đấy, cực kỳ xịn sò luôn cô bác anh chị mình nha. Đấy, vòng tua của nó là từ 400 đến 1480. Đấy, cân nặng của nó là 0,78 kg các bác nha. Đấy, motor từ không thể than. Đấy, giá bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 700.000 thôi. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em nhé. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình các bác nhá. Cái này thì cái này vừa loa này, vừa làm đèn ngủ này. Đây các bác này, cực kỳ tiện luôn. Và đặc biệt này, cái này mình có thể nghe nhạc này, sạc điện thoại nằm ở trên này. Sạc điện thoại không dây các bác nhá. Bác nào mà có cái dòng điện thoại cao cấp ấy, thì các bác có thể sạc không dây này. Đấy, về tối đi ngủ thì các bác có thể đặt lên thế này để các bác sạc luôn cho em nhé. Đấy, nghe nhạc, làm bóng đèn ngủ này. Đấy, sạc không dây này, nghe radio này. Đấy, ok chưa? Cái này thì mình có thể dắt luôn được cả thẻ nhớ này. Đấy, hoặc là đây, hoặc là dắt USB. Đây các bác nhá, cực kỳ tiện luôn. Đấy, giá bên em đang thanh lý bây giờ chỉ có là 230.000 thôi các bác nhá. 230.000 thôi, giá là cực kỳ rẻ luôn. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình nhá, điểm lót mông các bác nhá. Bác nào mà ngồi văn phòng hay là ngồi ở đâu lâu, hoặc là ngồi xe nhiều ấy mà nó cứng quá thì các bác có thể lót cái này vào nhá, bao êm luôn. Đấy, hình thù đẹp luôn các bác này. Hoặc là các bác mua về cho con cái mình lót ở ghế học các bác nhá. Bên em đang bán với giá chỉ có là 95.000 thôi các bác nhá. Đấy, quá đẹp. Máy massage các bác nhá. Dòng này thì siêu gọn nhẹ luôn cô bác anh chị mình. Đấy, cái này thì cô bác mình có thể mua về tặng cho ông bà cha mẹ mình này, hoặc là lúc mà mình đi làm về mệt mỏi là mình có thể tự đấm lưng massage các bác nhá. Cái này thì đi kèm với sạch 4 đầu. Đấy, các bác có thể massage lòng bàn tay, lòng bàn chân. Đấy, massage vai gáy cổ đều được hết này. Đấy, còn cái này thì đấm này. Đấy, cực kỳ tiện luôn. Đấy, cái này thì em đang thanh lý với giá chỉ có là 180.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Giới thiệu đến cho cô bác anh chị mình Boss 226 các bác nhá. Cái dòng này thì là 3 chức năng này, khoan này, khoan búa và búa này. Dây thì dây dài này, công suất của nó đây các bác nhá. Đấy, công suất của nó là 800W các bác. Đấy, cái này thì đục khoan. Đấy. Đục và khoan, khoan đục này. Đấy. Giá chỉ có là 650.000 thôi cô bác anh chị mình. Nó là sẽ nguyên hộp như thế này cho các bác nhá. Đấy, nguyên hộp như thế này khi các bác nhận hàng này. 650.000 thôi.
Rồi ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên em có về một cái lô vượt cầu lông và đặc biệt là có tặng kèm thêm cầu đánh luôn cô bác anh chị mình. Đấy, khi các bác mua hai cái vượt cầu lông như thế này với giá chỉ có là 85.000 thôi, được tặng thêm 3 quả cầu nữa các bác nha. Giá là cực kỳ rẻ luôn, bèo thôi rồi luôn các bác nha. Đấy, các bác mua về cho con cái mình đánh để tập thể dục thể thao các bác. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình, đây là cái bộ khoan vali. Đấy, hàng này hàng cực kỳ xịn sò, hàng công ty các bác nha. Đầu 13 ly, có điều tốc ngay chân cò luôn. Đấy, có búa này, có kìm này, có mỏ lết này, có thước mét này, dao đọc giấy mùi khoan, đầu vít này, bút thử điện này, rất nhiều luôn các bác nha. Các bác mua một cái bộ này là không có lỗ luôn ấy, giá chỉ có là 450.000 một bộ luôn các bác nha. 450.000 mà các bác có nguyên một bộ vali như thế này về các bác xài các bác nha. Đấy, quá ok luôn. Đấy, giá chỉ có là 450.000 thôi. Máy đẩy tăng áp nước các bác nha, hàng của USA. Đấy, công suất của nó là 150W này. Ở nhà mà bác nào mà nước máy mà lên mà yếu quá mà mình giống như xài vào hoa sen mà ra nó cứ rí ấy, thì các bác có thể sử dụng cái áp, cái máy tạo áp này. Đấy, quá khỏe luôn. Sức đẩy của nó là đến tận 18m. Đấy, các bác dần cái vòi nước mà tận 18m là nó có đầy cũng khỏe luôn các bác nha. Đấy, giá chỉ có là 700.000 thôi. Đấy, cực kỳ nặng luôn các bác nha. Đấy, hàng chất lượng. Máy hút bụi các bác nha. Đây là máy hút bụi này. À, cái này thì đợt này em lấy được lô nhiều nên là em sẽ thanh lý rẻ cho các bác nhá. Các bác nào mà muốn vệ sinh nhà cửa, gầm ghế sofa hay là ô tô ấy thì các bác có thể sử dụng cái máy hút bụi này cho em. Cái này thì mình còn thể đấu được dài hơn nữa các bác nhá. Đấy, các bác có thể đấu dài ra để không phải cúi nhá. Đấy, và cái máy hút bụi này thì đi kèm rất nhiều phụ kiện này. Này, các bác mà muốn ở trong ngóc ngách nhỏ thì các bác có thể thay cái đầu này cho em này. Còn nếu như lau chùi ghế sofa thì các bác lắp những cái đoạn này cho em nhá. Đấy, còn nếu như các bác hút ở giữa sàn nhà thì các bác lắp cái này. Đấy, lắp cái này các bác nha. Đấy, và cái máy hút bụi này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 200.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. 200.000 thôi. Đấy, dùng xong thì các bác mở cái này ra vệ sinh cho em nhá. Mở cái này ra vệ sinh cho em này, cực kỳ tiện lợi luôn, đẩy lui đẩy lại. Ở đây thì có cái bánh xe để nó đẩy lui đẩy lại cho cô bác anh chị mình này. Ở đây có bánh xe nên là các bác cứ đẩy đi là nó sẽ hút hết bụi và rác vào trong này cho em. Và mở cái khúc này ra vệ sinh cho em nhé. Giá chỉ có là 200.000 một cái thôi các bác nhá. 200.000 một cái này, hết pin thì các bác sạc điện vào cho em nhá. Ok chưa? 200.000 một cái máy hút bụi này. Rồi chuyển tiếp qua này, ngày hôm nay thì em có về 1 kg bàn chải đánh răng các bác nha. Đấy, bàn chải đánh răng than tre của Hàn Quốc này, lông cực kỳ mềm mịn luôn các bác nha. Lông cực kỳ mềm mịn luôn này. Đấy. Đấy, và giá thì bên em đang bán với giá chỉ có là 10.000 một cái bàn chải than tre của Hàn Quốc này thôi các bác nha. 10.000 một bàn chải than tre này. Đấy, ok chưa? Rồi qua tiếp bên này em giới thiệu đến cho các bác anh chị mình tiếp này. Đấy, đây là đồng hồ vạn năng. Đồng hồ vạn năng này thì bên em đang xả với giá chỉ có là 130.000 một cái thôi các bác nhá. Đồng hồ vạn năng thì giá là 130.000 này. Đấy, còn đây là máy xay tỏi ớt này. Xay tỏi ớt này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 40.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, quá rẻ luôn. Rồi tiếp tục qua bên này này, em giới thiệu đến cho cô bác anh chị mình một kia tông đơ chắn tóc này, chắn viền này. Đây, cái này thì các bác mà muốn cắt tóc thì các bác cũng có thể cắt bỏ cử và các bác cắt nhá. Còn nếu như mà muốn chắn viền thì đây này, mịn luôn, các chân răng là cực kỳ mịn luôn các bác nha. Đấy, giá chỉ có là 70.000 một cái thôi. Các bác về lắp pin vào, hết pin tháo ra sạc vào đây cho em nhá. Giá chỉ có là 70.000 một cái bộ tông đơ chắn tóc các bác nha. Bộ tông đơ chắn tóc này. Đấy, nhìn xịn sò chứ các bác. 5 con rồng nên là hình con rồng luôn các bác nha. Đấy, 5 con rồng nên là hình con rồng luôn. Giá chỉ có là 70.000 thôi. Rồi tiếp tục em qua cho cô bác anh chị ống nhòm hai mắt này. Này, ống nhòm nha các bác nha. Ống nhòm lớn này thì một bộ như thế này giá chỉ có là 300.000 thôi. Các bác mà muốn đi bắn chim hay là câu cá hay là muốn giỏi xa thì các bác có thể mua cái ống nhòm này cho em. Và bộ ống nhòm này thì giá chỉ có là 300.000 thôi các bác nha. 300.000. Chuyển tiếp qua bên này này, mọ chì hàn các bác nha. Chì hàn này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 40.000 một cuộn thôi các bác nha. Đấy, còn đây là bút lấy dấu này. Đấy, bút lấy dấu này thì giá là 50.000. Đấy, còn đây là bóp nâng cơ tay. Đấy, bóp nâng cơ tay này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 40.000 thôi. Cái này thì nó
càng vặn siết cực chặt thì nó tần 60 kg. Đấy, tần 60 kg, từ 5 kg đến 60 kg các bác nhá. Đấy, giá chỉ có là 40.000 thôi các bác nhá. Đấy, quá rẻ luôn. Còn đây là dao rọc giấy này thì em thanh lý với giá chỉ có là 10.000 một dao thôi. Đấy, quá rẻ các bác này. Đấy. Rồi chuyển tiếp qua cho cô bác bên này này. Đây. Kìm các bác nha, kìm điện này giá chỉ có là 35.000 một cái thôi các bác nha. Mũi khoan các bác nha, mũi khoan đa năng. Đấy, đầu này là đầu lục giác này, mũi 6 và mũi 8. Một mũi như thế này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 15.000 một mũi thôi các bác nha. Thuốc chuột cô bác anh chị mình ở nhà mà chuột nhiều quá thì mua cái hộp thuốc chuột như thế này về xài các bác nha. Đấy, thuốc chuột Thái Lan giá chỉ có là 25.000 một hộp thôi các bác nha. Hello, máy xây dựng Nhiên Phát kính chào cô bác anh chị. Ngày hôm nay thì bên em Nhiên có nhập về 1 kg keo hàng bài các bác này. Đấy, băng keo này là băng keo điển các bác nha. Nó sẽ nhiều màu khác nhau và nói chung là nó bây giờ là hàng bài thì nó sẽ có móp méo như thế này. Nó sẽ không được tròn đâu các bác nha. Đấy thì cái lô keo hàng bài này thì bên em sẽ thanh lý rẻ cho cô bác anh chị mình. Đấy. Nếu như bác nào mà lấy cuộn lớn thì bên em sẽ thanh lý về giá chỉ có là 7.000 một cuộn thôi. Còn nếu như bác nào mà lấy cuộn bé thì giá là 5.000 các bác nha. Cuộn bé là 5.000 mà cuộn lớn là 7.000 các bác này. Nó là kích thước nó khác nhau các bác nha. Đấy, kích cỡ là khác nhau. Đấy, có màu sắc khác nhau luôn, trắng này, tím này. Đấy, đen này, đấy, rất nhiều luôn. Đấy, xanh này, đấy. Đấy, và băng keo lớn như thế này thì giá chỉ có là 7.000 thôi. Còn bác nào mà lấy nhỏ thì giá là 5.000 các bác nha. Qua bên này cho các bác anh chị mình nhá, chổi quét trần nhà nhá. Đấy, chổi quét trần nhà này thì mình có thể kéo dài được 3 mét. Đấy, bác nào mà vệ sinh trần nhà thì bác có thể lấy cái này cho em, giá chỉ có là 70.000 thôi. Bóng đèn 60W các bác nhá, cái này thì tiết kiệm năng lượng này. Đấy, hàng này hàng Việt Nam, giá chỉ có là 55.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, 55.000 thôi. Còn bác nào nhu cầu bình xịt nhớt này thì bên em đang thanh lý về giá chỉ có là 35.000 thôi các bác nha. Bình xịt nhớt là 35.000. Còn đây là đèn bàn thờ này, đèn bàn thờ này thì bên em đang bán với giá là 25.000 một cái đèn bàn thờ. Cái này thì mình về bỏ pin nhá bác nha. Cái này là xài pin. Đấy, giá chỉ có là 25.000 thôi. Dây đổi nguồn các bác nha. Dây này thì các bác chuyển nguồn từ 220V chuyển sang điện 110V này. Đấy, cái này thì các bác sử dụng cho máy khoan, máy mài các bác nha. Miễn là cái nào mà không có mạch. Đấy, không dùng cho những có cái mạch điện tử ấy. Các bác có thể sử dụng máy khoan, máy sinh tố, máy mài, máy cắt. Giảm tốc từ điện 220 sang 110. Giá chỉ có là 90.000 một sợi như thế này thôi các bác nha. 90.000. Đấy, quá rẻ luôn. Còn đây là kéo cắt gà này. Kéo cắt gà này thì bên em đang bán với giá là 120.000 các bác. Đấy, 120.000 thôi. Cực kỳ bèo luôn. Đây, ngày hôm nay thì bên em có về 1 kg khóa lưu tốp. Hàng này thì chống cắt các bác nhá. Chống trộm, chống cắt này. Đấy, cực kỳ xỉn sò luôn. Cái bản này là bản 60mm. Đấy, giá bên em đang thanh lý thì giá chỉ có là 100.000 thôi các bác nhá. Đấy, ngày hôm nay thì bên em có về 1 kg máy khoan pin 10 ly các bác nhá. Con này thì có 25 cấp độ trượt và 3 chế độ khoan, bắn vít và búa. Và sẽ có là 2 pin 5 cell, đồ sạc kèm theo phụ kiện. Giá chỉ có là 395.000. 395.000 thôi các bác, mua được bộ khoan pin này về các khoan tường các bác nhá. Về khoan tường bắn vít thoải mái cho em, giá là 395.000 này. Rồi tiếp theo bên này này, đây là cái kính lúp. Cái này thì bác nào mà ở nhà mà có con nhỏ học bên sinh học hoặc là ông bà già ấy, ông bà già mà không thể đọc được chữ nữa ấy, thì các bác có thể mua cái kính lúp này về cho em. Giá chỉ có là 65.000 thôi. 65.000 các bác nha. Rồi tiếp theo Nhiên qua tiếp này. Đây là cái bộ cắt móng tay các bác nha. Rất nhiều món luôn. Và bộ cắt móng tay này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 70.000, 70.000 các bác nha. 70.000 thôi. Quá rẻ luôn. Còn đây là cái gạt tàn thuốc này. Gạt tàn thuốc này thì bên em đang bán với giá là 30.000 một cái gạt tàn thuốc này. Bằng thủy tinh các bác nha. Bằng thủy tinh này. Rồi tiếp theo Nhiên qua tiếp bên này cho cô bác anh chị mình thước lavo này. Đây, thước lavo các bác nha. Thước lavo này thì vừa là có thước đo này. Đây, vừa có laser này, có dây thước mét ở đằng sau này, có mực nước đo luôn các bác. Giá chỉ có là 80.000 một cái thước lavo thôi. Miếng dán đau vai gáy này,
Đây, miếng dán đâu vây gáy và phía trong này là sẽ có 12 miếng các bác nhá. Giá chỉ có là 20.000 thôi. Bác nào mà đau cổ vai gáy thì các bác sắm ngay cho em một cái bịch miếng dán vai gáy này cho em, giá chỉ có là 20.000 thôi các bác này. Còn đây là miếng dán thải độc chân. Đấy, trong này sẽ có là 50 miếng. Trong này là có 50 miếng các bác nhá, mà giá chỉ có là 50.000 thôi. Các bác có thể dán được trong vòng là 50 ngày. Đấy, 50 ngày cho em. Đấy, miếng dán thải độc chân các bác nhá. Cách 2 ngày mình dán một hoặc là 1 tuần mình dán một cũng được. Đấy, sau bao nhiêu ngày làm việc mệt mỏi mình dán để thải độc hết trong cây chất độc trong người mình ra. Mình không cần phải dán hàng ngày đâu các bác nhá. Mình dán cứ tầm 2 3 ngày hoặc 1 tuần mình dán lại cho em. Đấy, trước khi đi ngủ và sau khi mình thức dậy thì mình lột ra mình sinh hoạt bình thường thôi. Giá chỉ có là 50.000 thôi. Rồi qua bên này cho em này. Đèn đuổi đầu ba bóng các bác nhá. Đèn đuổi đầu ba bóng này thì bên em đang bán với giá là 125.000. Và pin này là pin sạc các bác. Cái này thì pin sạc. Đấy, hàng này hàng của Nhật Bản, giá chỉ có 125.000 thôi. Còn bác nào mà nhu cầu về đèn đuổi đầu một bóng này, đèn đuổi đầu một bóng này thì giá là 50.000 một cái các bác nhá. Đèn đuổi đầu một bóng là 50.000 một cái này. Đấy. Còn qua tiếp này, đèn ốp tường. Đèn ốp tường các bác. Đấy, cái này thì mình sử dụng bằng năng lượng mặt trời. Và cái mắt này thì các bác biết làm gì không? Mắt này thì để người đi qua thì nó sẽ sáng các bác nhá. Người đi qua nó sẽ sáng các bác này. Đấy, ok chưa? Đấy, giá chỉ có là 85.000 một cái đèn ốp tường như thế này thôi. Còn đây là bẫy chuột thông minh. Bẫy chuột thông minh này thì bên em đang bán với giá là 15.000 một cái các bác nhá. Bẫy chuột thông minh. Rồi qua bên này tiếp theo cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đấy, gối massage các bác nhá. Gối massage này thì các bác có thể massage 6 chức năng: vai, cổ, tay, chân, lưng và thắt lưng. Đấy, ở đây là nó thiết kế bi nhỏ bi to để cho nó thích hợp vào lòng bàn chân, lòng bàn tay của mình và cổ vai gáy cho mình nhá. Giá chỉ có là 280.000 thôi. Và có nó có sinh nhiệt nữa, có ánh sáng hồng ngoại để nó sinh nhiệt nữa các bác nhá. Giá chỉ có là 280.000 thôi các bác nhá. Đấy, còn đây là bộ rắc hơi này. Đây, bộ rắc hơi này thì bên em đang bán với giá là 70.000 các bác nhá. Bộ rắc hơi này giá là 70.000 này. Đấy, các bác không cần đi ra ngoài rắc hơi lúc ốm đau nữa đâu, mà các bác có thể sử dụng ở nhà cho em. Giá chỉ có là 70.000 thôi. Qua bên này cho em các bác. Đây là cái bộ rìu. Đấy, rìu các bác nhá. Rìu sói. Rìu sói các bác. Đấy, hàng này hàng của Nhật Bản các bác nhá. Đấy, cực kỳ sắc bén luôn. Và cái này thì các bác đi rừng hay là đốn củi hay là chặt gì các bác chặt này, giá chỉ có là 250.000 thôi. Đấy, rìu sói này giá là 250.000. Đấy, quá rẻ luôn. Đấy. Rồi tiếp theo em qua tiếp này. Đấy, bác nào nhu cầu về cái bộ thố đựng thức ăn nhá. Bộ thố đựng thức ăn này thì sẽ có 5 thố, 5 thố từ bé cho đến lớn các bác. Và sẽ có nắp đẩy bằng cao su như thế này, bằng nhựa ấy. Nhựa như thế này, giá chỉ có là 39.000 một cái bộ thố như thế này thôi. Một cái bộ thố đựng thức ăn như thế này giá chỉ có là 39.000 thôi các bác nhá. Rồi tiếp theo em qua bên này cho cô bác anh chị mình bộ kim chỉ nhá. Bộ kim chỉ này thì bên em Nhiên đang thanh lý với giá là 25.000 một cái bộ kim chỉ thôi các bác nhá. 25.000 một cái bộ kim chỉ. Ở trong này thì sẽ có là kim này, kéo này, đấy, chỉ này, chỉ thì rất nhiều màu luôn. Đấy, rất ok, giá chỉ có là 25.000. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho các bạn chỉ mình tiếp. Đây là cái bộ tip 8-24, có cần tự động, có nối ngắn. Và tip này là tip 1/2, các bác ghi cho em là CRV. Đấy, CRV các bác nhá. Và bộ tip này thì bên em thanh lý về giá chỉ có là 150.000 thôi. 150.000 thôi các bác nhá. Đấy, quá rẻ luôn. Còn bác nào nhu cầu về đuôi đèn nhá, đuôi đèn thì bên em Nhiên thanh lý với giá là 5.000 một cái thôi. Đuôi đèn là 5.000 một cái này. Còn như phích cắm này, phích cắm cũng là 5.000 một cái thôi các bác. Còn nếu như bác nào lấy vít này, vít này thì bên em Nhiên thanh lý với giá là 10.000 các bác nhá. Vít này thì giá là 10.000, vít tăng hai, vít tăng giảm này hai đầu các bác nhá. Cái này thì hai đầu, hai, một đầu ba ke, một đầu vít. Đấy, một đầu ba ke, một đầu vít, mình có thể dắt ở bên này cũng được luôn. Đấy, ok chưa? Giá chỉ có là 10.000 một cái này. Còn đây là mài dao ba khe. Đấy, bên em thanh lý về giá chỉ có là 25.000. Đấy, còn tiếp qua khò này, khò ga thì khò ga các bác nhá. Khò ga thì bên em có hai loại, một loại là 65.000 hàng của Nhật Bản. Nói chung cái nào cũng của Nhật Bản thôi, nhưng một cái thì nó xịn sò hơn thì giá là 65.000. Đấy,
kho ga 65.000 này, còn bác nào mà lấy loại này thì giá chỉ có là 40.000 thôi. Đấy, kho ga à, bên em có hai loại đây các bác nhá, 65 và 40. Còn đây là miếng dán dính ruồi này, này, miếng dán dính ruồi trong này sẽ có 10 tấm. 10 tấm như thế này thì giá chỉ có là 10.000 thôi các bác nhá. 10.000 thôi. Đấy, giá cực kỳ bèo luôn. Đấy. Quá rẻ luôn các bác nhá. Rồi tiếp theo em qua tiếp này, bào gọt rau củ quả này. Bào gọt rau củ quả này thì giá chỉ có là 55.000 một cái thôi các bác nhá, 55.000 một cái này. Còn đây là vị đầu bằng tôn. Đấy, vị đầu bằng tôn này thì 25.000 10 đầu. 25.000 10 đầu này, cuốc xiềng này. À, cuốc xiềng cái này thì vừa mở bia, vừa làm cuốc, vừa làm xiềng cho em. Mini nhỏ gọn các bác làm vườn vườn mini ấy, hoặc là các bác ở trên ô tô đi du lịch cho em nhá. Giá chỉ có là 55.000 cái cuốc xiềng thôi. Rồi tiếp theo em qua tiếp cho cô bác anh chị mình. Đây là cái bộ chịt tăng áp. Bộ xịt tăng áp các bác ghi cho em là xịt tăng áp đen các bác nhá. Giá chỉ có là 75.000 thôi. Đấy, 75.000. Còn ngày hôm nay thì em có về một cái đấy, bộ đèn pin. Đấy, cái bộ này thì giá là 150.000, nó rất nhiều phụ kiện để cho mình chơi. Rất nhiều phụ kiện cho mình chơi các bác nhá. Bút này, dao này, thước này, cái này thì kèm theo cả mở bia luôn. Đấy. La bàn này, đấy, rất nhiều luôn. Móc khóa này rất nhiều luôn các bác nhá. Cái và cái bộ đèn pin đồ chơi này thì bộ đèn pin như thế này giá là 150.000. Cái này là cái bút này, bút này bút sắt luôn đấy. Đầu này là giống như là để cắt kính luôn các bác nhá. Đầu này là gọ để cắt kính luôn này, kéo cái là kính mình cắt cái kính luôn đấy. Đấy, giá chỉ có là 150.000 thôi, giá cực kỳ bèo luôn. Rồi qua tiếp bên này cho các bác anh chị mình. RB7 thì bên em có hai size, một size nhỏ thì giá là 30.000 mà các bác nào mà lấy size lớn này thì giá là 50.000. Còn như bác nào mà lấy lọ xịt chống thấm này thì bên em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 30.000 một lọ thôi các bác nhá. 30.000 một lọ thôi này. Đấy, quá rẻ luôn. Đấy, rồi qua tiếp này, là kéo cắt ống nước các bác nhá. Kéo cắt ống nước thì bên em đang bán với giá là chỉ có là 80.000 thôi các bác nhá. 80.000 này. Đấy, còn đây là dao lọc giấy này. Dao lọc giấy này thì giá là 10.000. Đấy, lam xích tròn. Đấy, lam xích tròn này thì bên em đang bán với giá là 55.000. Đấy, quá rẻ luôn. Còn như bác nào nhu cầu về cái bộ mà bộ nào rau củ quả 5 món này thì giá chỉ có là 55.000 thôi cô bác anh chị mình. 55.000 thôi các bác nhá, quá rẻ luôn. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em vào số hotline em có ghi ở trên màn hình các bác nhá. Còn như bác nào mà nhu cầu đây nhu cầu về búa các bác nhá, búa thì em có hai loại, một cờ mì nhỏ và một cờ mì lớn, loại ngắn loại dài. Loại này thì là 55.000, còn loại này 65.000 các bác nhá. Loại này 50 đi. Đấy. Còn loại này là 65.000. Đấy, quá rẻ. Lưỡi cắt gỗ một tấc. Đấy, giá là 35.000. Còn như bác nào mà lấy lưỡi cắt đa năng thì giá là 50.000 các bác nhá. Đấy. Chén mài này thì giá là 50.000. Đấy. Ok chưa ạ? Lưỡi cắt gạch Makita 50.000. Đấy. Còn đây là bộ mũi khoan đa năng. Đây, bộ mũi khoan đa năng từ 6 cho đến 12. Đấy, bộ mũi khoan đa năng giá là 120.000 các bác nhá. Rồi qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đấy, bộ này là bộ nâng tủ các bác nhá, giá chỉ có là 90.000 thôi, cực kỳ bèo luôn, giá là cực kỳ rẻ luôn các bác. Còn đây là máy massage này thì bên em Nhi đang thanh lý với giá là 180.000. Đấy, máy massage này thì giá là 180.000 các bác nhá. Máy massage này, bốn đầu giá là 180.000. Còn đây là cái bộ dao. Đấy, bộ dao các bác nhá. Bộ dao này thì bên em Nhi thanh lý với giá là 160.000. 3 cái dao. Ba cái dao, một cái rùa, một cái kéo và một bộ để mình dắt dao. Đấy, 160.000 các bác. Đấy, còn tiếp theo em Nhiên qua tiếp này. Đây là bộ lục giác. Đấy, bộ lục giác các bác nhá. Bộ lục giác 7 màu, loại này hàng xịn sò. Giá chỉ có là 120.000 thôi. Giá cực kỳ rẻ luôn. Đấy, chốt thì liên hệ ngay cho em. Rồi tiếp tục em Nhiên qua tiếp cho cô bác anh chị mình. Đây là nồi lẩu dành cho cả gia đình mình ăn các bác nhá. Nồi lẩu dành cho cả gia đình mình ăn giá là 220.000. Còn bác nào mà lấy cái nồi lẩu
Cái nồi lẩu mà dành cho một người ăn ấy, nồi lẩu nồi hấp dành một người ăn ấy thì giá 95.000 thôi. Còn đây là máy xay thịt, xay tôm, xay cua, xay cá này, giá chỉ có là 150.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, 150.000 nhá. Còn đây là ấm siêu tốc Cucu giá là 130.000. Còn như bác nào mà lấy loại thịt tinh ấy thì giá là 150.000 các bác nhá. Đấy, 150.000. Còn đây là ấm này, ấm này thì các bác nấu bằng ga hoặc là bếp từ, bếp điện gì đấy, nói chung là ấm 3.0 lít giá chỉ có là 45.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, máy xay khô này, máy xay khô này thì bên em Nhiên đang thanh lý với giá là 130.000 nhá. Còn đây là bộ ấm trà này, đấy, bộ ấm trà này thì giá là 140.000. Đấy, đèn giả cam này thì sử dụng bằng năng lượng mặt trời, bên em đang thanh lý với giá là 100.000 các bác nhá. Đấy, đèn giả cam thì giá là 100.000, đấy, giá là cực kỳ rẻ luôn. Đấy, liên hệ ngay cho em Nhiên để có được cái sản phẩm tốt nhất, rẻ nhất này. Đấy, còn đây là sợi chín xá các quy. Xá các quy này thì giá chỉ có là 95.000. 95.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Rồi qua bên này cho em. Qua bên này cho em nhá, cối nhá các bác nhá. Cối các bác nhá, cỡ cối này cối giả bằng inox có nắp đậy luôn, giá chỉ có là 110.000 thôi. Đấy, 110.000 các bác nhá. Này, phích cắm này, phích cắm này thì giá chỉ có là 5.000. Còn như ổ cắm ba lỗ này thì giá chỉ có 15.000. Còn bác nào mà lấy cái ổ cắm ba lỗ với ba công tắc này thì giá là 35.000 các bác. Kìm đỏ này, kìm đỏ thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 35.000 thôi các bác nhá. Đấy, kìm đỏ là giá là 35.000. Đấy, còn đây là chắn viền này thì giá là 75.000 một cái này. Đấy, chắn viền các bác nha, chắn viền tóc ấy giá là 75.000 một cái, cực kỳ rẻ luôn. Còn đây là ổ cắm này, ổ cắm này, ổ cắm ba lỗ mà có dây kéo 10m các bác nha, ổ cắm xoay đấy 10m, giá chỉ có là 75.000 thôi. Còn bác nào mà lấy ổ cắm mà có ba cổng USB, ổ cắm thái các bác nha, đấy 6 lỗ 3 cổng USB này thì giá chỉ có là 50.000 thôi. Chuyển tiếp qua cho em này, đèn quạt này. Đèn quạt này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 100.000 thôi các bác nhá. Vừa đèn vừa quạt này, vừa mình có thể sạc điện trực tiếp được mà sạc được năng lượng mặt trời. Đèn quạt giá chỉ có là 100.000 thôi. Đấy, giá cực kỳ rẻ luôn các bác. Máy bào đá tuyết các bác nhá. Đấy, bác nào mà hay ăn đá tuyết thì các bác có thể sử dụng máy này các bác này. Đấy, đoạn này là bọ đá này, còn các bác bào xong nó sẽ đá nó sẽ ra đây các bác này. Đấy, giá chỉ có là 750.000 thôi. Chưa, bác nào mà hay ăn đá tuyết thì các bác có thể sử dụng cái máy này. Đấy. Qua tiếp cho cô bác bên này các bác nhá. Đây, máy mài các bác này. Đây, đợt này em sẽ thanh lý rẻ cho cô bác anh chị mình. Đấy. Máy mài thì giá chỉ có là 240.000 thôi. Còn như bác nào mà nhu cầu máy khoan 13 ly các bác nhá. Máy khoan 13 ly này thì máy này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 260.000. Đấy. 260.000 có điều tốc ngay chân cò các bác nhá. Ấy còn như bác nào mà lấy máy mài thì giá là 240.000 này. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình các bác nhá. Rìu sói này, đây. Rìu sói các bác nhá. Đấy, cực kỳ sắc bén luôn. Đấy, cán cầm cực kỳ đẹp mê ly luôn các bác nhá. Rìu sói thì bên em Nhiên đang bán với giá chỉ có là 250.000 thôi cô bác anh chị mình. 250.000 này. Đây, em quay từng chi tiết một cho cô bác anh chị mình xem này. Đấy. 250.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình nhá, khó ga các bác nhá. Khó ga thì bên em có hai loại các bác này. Đây, loại này thì bên em đang thanh lý với giá là 40.000. Còn như bác nào mà lấy loại nhiều tiền hơn ấy thì loại này là 63.000 các bác nhá. Đấy, khó ga bên em là có hai loại như thế này.
máy hàn mic không khí cô bác anh chị mình nhá. Hàng này là hàng Kingwell, hàng chính hãng cô bác anh chị mình. Cái này là mình không cần xài khí, mình xài cuộn thuốc các bác nhá. Và đợt này thì bên em có chương trình khuyến mại sẽ tặng kèm thêm một cuộn thuốc 1 ký cho cô bác anh chị mình khi mua máy hàn mic không khí này. Đây, tặng kèm một cuộn thuốc như thế này để cho cô bác anh chị mình về sử dụng nhá các bác nhá. Đi kèm này ấy thì sẽ có dây hàn kìm hàn kẹp mát này. Đấy, lúc nào thì các bác mà muốn hàn que thì các bác bật sang chế độ hàn que cho em nhé. Còn nếu như các bác nào mà hàn cuộn thuốc 0.8 này, 1.0 thì các bác bật theo tương ứng cho em này. Đây, ok chưa, rất dễ sử dụng luôn. Đấy, và đi kèm là sẽ có này súng mic này. Đây, ok chưa. Đấy, và chương trình khuyến mại thì đợt này thì bên em sẽ tặng kèm một cuộn thuốc mà giá thì bên em đang bán với giá là 1.750.000 cô bác anh chị mình. 1.750.000 tặng kèm một cái cuộn thuốc như thế này. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em nhé. Đấy, mic không xài khí các bác nhá. Đấy, cuộn thuốc thì về các bác bỏ vào đây. Đấy, ok chưa. Kéo cắt tỉa hàng rào cô bác anh chị mình. Đấy, kéo cắt tỉa hàng rào các bác nhá. Cái này thì mình thu ngắn thu dài đều được này, này ngắn dài nha các bác nha. Giá là 110.000 kéo cắt tỉa hàng rào của Nhật các bác nha. Kéo cắt tỉa hàng rào của Nhật này giá là 110.000 này. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình chống thấm cô bác anh chị mình nhá. Đấy, một chai như thế này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 30.000 thôi cô bác anh chị mình. Bác nào bị tôn dột hay là tường nứt hay là gì thì các bác có thể sắm ngay cái lọ này về xịt vào cho em này. Đấy, giá chỉ có là 30.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình cái lô mỏ led 12 inch 7 các bác nhá. Đấy, hàng này thì siêu chất lượng luôn cô bác anh chị mình. Này có cái bọc nắm luôn cô bác anh chị mình nhá. Đấy, cái này là 12 inch, hồi xưa em bán là 300.000 nhưng mà bây giờ thì với giá chỉ có là 95.000 thôi cô bác anh chị mình. 95.000 thôi. Rồi qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp này, lưỡi cắt Makita 1 tấc 85 các bác nhá, của Nhật Bản các bác nhá. Giá chỉ có là 80.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. 80.000 thôi. Rồi tiếp theo em nhiên qua tiếp này. Đấy, dầu nóng này, dầu nóng của Hàn Quốc các bác nhá. Giá chỉ có là 110.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Đấy. 110.000 thôi cô bác anh chị mình. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình nhá, máy khoan Kimco Naki các bác nhá, đầu 13 ly. Đấy, đầu 13 ly này. Đấy, cái này hàng của Nhật Bản. Công suất là 680W kèm theo phụ kiện này. Đấy, giá chỉ có là 280.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, tiếp theo là kính hàn điện tử này. Kính hàn điện tử thì giá chỉ có là 120.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Kính hàn điện tử giá là 120.000 thôi cô bác anh chị mình. Rồi, tiếp theo em nhiên qua tiếp cho cô bác anh chị mình này. Ấm siêu tốc cúc cu này. Đấy, cúc cu của Hàn Quốc các bác nhá. Cúc cu của Hàn Quốc này. Đấy, giá chỉ có là 130.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy. Máy kho nhiệt. Kho nhiệt ta lông các bác nhá. Kho nhiệt ta lông này công suất là 2.000W này. Bên em nhiên thanh lý với giá là 260.000 cô bác anh chị mình nhá. 260.000 này. Đấy, bếp điện này. Đấy, bếp điện, bếp từ các bác này. Đấy. Giá chỉ có là 260.000 thôi. Hàng của Philips của Thái Lan các bác nhá. Đấy, ok chưa? 260.000 bác các bác này. Rồi tiếp theo em nhiên qua tiếp cho cô bác này, máy khoan pin 10 ly Deadmax này. Một pin, một sạc, một thân máy. Con này thì có 3 chế độ khoan bắn vít và búa và kèm theo phụ kiện. Giá bên em nhiên thanh lý với giá chỉ có là 300.000 thôi cô bác anh chị mình. Lam 12 inch các bác nhá. Lam 12 inch này. Máy mài thì giá là 350.000, tặng kèm 10 lưỡi đá cắt sắt này, tặng kèm một cái tu vít này. Rồi ok các bác nhá. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình các bác nhá. Quạt này, quạt tích điện các bạn. Cái này thì cô bác anh chị mình đi du lịch picnic gì cũng rất tiện, bỏ trong ba lô túi sách này, hoặc là các bác bỏ trên bàn làm việc, bỏ trên bàn làm việc hoặc là bàn học cho em nhá, cực kỳ tiện này, có tay cầm luôn này. Đấy, ok chưa, gập lên gập xuống thoải mái cho em này. Đấy, cái này thì nó là 2 trong 1, vừa đèn vừa quạt cô bác anh chị mình. Sạc điện là sạc điện 220V. Đấy, đây là quạt này. Đấy, giá chỉ có là 160.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. 160.000 này.
qua tiếp cho cô bác anh chị mình cái lô rửa xe pin của DeWatt cô bác anh chị mình nhá. Cái dòng này thì sẽ là hai pin, một sạc và một thân máy này. Đây, nói chung là đầy đủ phụ kiện rồi. Đấy, các bác có thể mua về rửa xe pin hoặc là các bác tưới cây, tưới lan cái cảnh, các bác có thể sử dụng cái loại này cho em. Đấy. Và cái hàng này thì bên em ngày hôm nay em thanh lý với giá cực kỳ siêu rẻ luôn. Đấy, bác nào nhu cầu chốt này thì liên hệ ngay cho em này. Giá chỉ có là 980.000 thôi các bác nhá. 980.000 một bộ như thế này thôi, giá là siêu rẻ luôn. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em. Rửa xe pin các bác nhá. Khóa số chữ U các bác nhá. Khóa số chữ U bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 80.000 thôi. Còn đây là dụng cụ cắt sên này. Sên xe các bác nào mà trùng ấy thì các bác có thể sử dụng cái dụng cụ cắt sên này. Giá cũng chỉ có là 80.000 thôi các bác anh chị mình. Dụng cụ cắt sên này giá là 80.000 các bác nhá. Đấy, quá rẻ. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Búa này, búa cờ mì. Bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 65.000 thôi các bác anh chị mình. 65.000 thôi các bác nhá. Đấy, búng mực này. Đấy, búng mực bên em đang thanh lý với giá là 50.000 các bác nhá. Búng mực này giá là 50.000. Nồi tiên không dầu 12 lít có bác anh chị mình. Đấy. Nồi xa men hàng chính hãng các bác nhá. Nồi xa men hàng chính hãng này em thanh lý với giá chỉ có là 620.000 thôi. Đấy, ok chưa? Đấy, nồi xa men hàng chính hãng cái màu cực kỳ xuất sắc luôn. Nói chung là cái này thì màu ngẫu nhiên thôi có bác anh chị mình, xa men các bác nhá. Công suất là 1.500W này. Đấy, 12 lít này có hai núm chỉnh đây các bác nhá. Cái này chỉnh thời gian còn cái này là chỉnh nhiệt độ nhá. Đấy, ok chưa? Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em nhá. Tiếp theo em qua cho cô bác anh chị một cái dòng máy thổi bụi công nghiệp cô bác anh chị mình. Và cái dòng này là dòng điển các bác nhá. Điển các bác này, cái này thì dây dài của nó là tận 5m các bác nhá. Dây dài là tận 5m và có điều tốc ở đây luôn. Giá chỉ có là 960.000 thôi. 960.000 thôi các bác nhá. Hàng này là hàng chính hãng của Hukan. Đấy, 960.000 cái này thì các bác mua về thổi lá thoải mái cho em đấy. Cái này là thổi bụi công nghiệp, công suất là 3.500W các bác nhá. 960.000 thôi, đấy, cực kỳ lớn luôn. Đấy, bác nào nhu cầu về thổi bụi công nghiệp này thì các bác có thể sử dụng cái dòng này cho em. Đấy, cực kỳ rẻ các bác nhá. Đấy, còn như bác nào mà nhu cầu về cái dòng mà thổi bụi của Hukan này, cái loại nhỏ này thì các bác có thể sử dụng cái loại này cho em này. Đấy. Cái loại này thì các bác vừa hút vừa thổi cho em nhá. Vừa hút hút thì các bác quay cái đầu này vào đây cho em này. Còn nếu như các bác thổi thì các bác lắp vào đây cho em nhá. Cực kỳ rẻ luôn các bác nhá. Giá chỉ có là 340.000 thôi. 340.000 thôi cô bác anh chị mình. Đây, 340.000 là như thế này các bác nhá. 340.000 thổi bụi Hukan các bác này, 340.000. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình. Đây. Đây là tông đôi cắt tóc các bác nhá. Cái này thì kèm nó có 4 cử này. Đấy, lược này. Đấy, ok chưa? Giá chỉ có là 150.000 thôi cô bác anh chị mình. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình cái lô thùng các bác nhá. Đấy, thùng bé, thùng vừa, thùng lớn này. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thùng nào thì cứ liên hệ ngay cho em nhá. Thùng bé này, ngang này, dài này, dài là tầm 35 này. Đây, dài là tầm 35 các bác nhá. Đấy, còn như chiều rộng của nó này. Đây, chiều rộng của nó là tầm 17. Là giá là 150.000. Còn như bác nào mà lấy thùng lớn hơn thì dài của nó là 40 này. Đây, 39-40 nhá. 40 này. Đấy, rộng của nó này. Đây, rộng của nó là tầm 20 này. Giá thì chỉ có là 190.000. Còn như đây là thùng lớn các bác nhá. Thùng lớn này. Thùng lớn này thì chiều dài của nó là 42-43 này. Đây, 42-43 các bác nhá. Đấy, và chiều ngang của nó này. Đây, chiều ngang của nó là tầm 23-24 gì đấy. Giá là 250.000. Đấy, phía trên là sẽ có là một nắp để các bác bỏ những cái vít này. Đấy. Hai bên là sẽ có hai bên như thế này hết các bác nhá. Và phía trong thùng các bác này, phía trong thùng là sẽ có một cái khay đựng như thế này. Đấy, các bác có thể bỏ đồ nghề ở trên này, phía dưới thì các bác có thể bỏ đồ nghề vào trong. Đấy, thùng bé này giá chỉ có là 150. Thùng 40 cm này thì giá là 190. Còn những cái thùng 42, 43 cm này thì giá là 250.000 cô bác anh chị mình nhá. Cô bác anh chị nào có nhu cầu về bình 8 lít và bình 10 lít đựng nước các bác nhá. Bình này thì bình giữ nhiệt, cái này thì
Bác nào mà gia đình mà đông người ấy, hoặc là các bác làm hàng quán gì thì sắm ngay một cái bình như thế này. Bình 8 lít thì bên em đang treo với giá là 220.000. Còn nếu như bác nào mà lấy bình 10 lít thì giá là 250.000 của bác anh chị mình nhá. 8 lít là 220, còn là 10 lít thì sẽ là 250. Có vòi để mình xả nước ra này. Cái này là giữ nhiệt của bác anh chị mình. Rồi em Nhiên qua tiếp cho cô bác anh chị mình này. Một cái lô máy xay thịt xay cá 2 lít các bác nha, kitchen nha các bác nha. Xay thịt xay cá này bên em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 150.000 thôi. Đấy, bác nào nhu cầu về máy xay thịt này đấy, thì giá chỉ có là 150.000 thôi các bác nha. Dung tích là của nó là 2 lít các bác nha. Đấy, ok chưa ạ? Qua tiếp cho cô bác anh chị mình này, máy xay tóc Nova các bác nha. Cái này thì các bác có thể mua về cho các con mình ở nhà xay tóc này đấy, rất nhẹ nhàng luôn. Hoặc là các bác có thể đưa đi du lịch picnic khắp nơi cho em, bỏ trong vali là cực kỳ tiện các bác nha. Giá chỉ có là 35.000 thôi các bác anh chị mình. 35.000 thôi, cực kỳ rẻ luôn các bác nha. Bác nào nhu cầu về đèn vũ trường các bác nha. Đấy, các bác nào thích nhấp nháy như thế này thì các bác có thể liên hệ ngay cho em nhá. Cái này thì có 6 bóng led luôn các bác anh chị mình. Các bác treo lên trên nóc nhà này thì buổi tối thì nó sẽ chiếu cực kỳ đẹp luôn. Giá chỉ có là 50.000 một cái thôi. Đấy, quá đẹp các bác nhá. Đấy, 6 màu. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên nhá. Đấy, ngày hôm nay thì bên em thanh lý cho cô bác anh chị mình một cái lô rắc hơi các bác nha, về rất nhiều luôn. Đấy, giá chỉ có là 70.000 một bộ như thế này thôi. Cái này thì nó sẽ có kích cỡ từ bé cho đến lớn như thế này luôn các bác này. Rất dễ sử dụng cô bác anh chị mình nha. Đấy, giá chỉ có là 70.000 thôi. Đấy, ok chưa ạ? Đấy, qua tiếp cho cô bác anh chị mình nha, bộ làm neo làm móng các bác nha. Đấy, giá chỉ 70.000 một bộ mà đầy đủ phụ kiện luôn các bác nha. 70.000 một bộ này các bác mua về cho chị em hoặc là vợ con mình xài nhá. Đấy, quá ok luôn. Qua tiếp cho các bác anh chị mình nhá, màu các bác nhá. Cái này thì là 150 chi tiết thì bên em hôm nay thanh lý với giá chỉ có là 80.000 thôi. Đấy, màu sáp này, màu chì này, màu lông này, đấy đầy đủ hết này. Đấy, có kéo luôn, có tẩy luôn các bác nhá. Đấy, đầy đủ như thế này, thước hút chì này. Đấy, đầy đủ như thế này các bác mua về tặng con cháu mình nhá. Giá chỉ có là 80.000 thôi cô bác anh chị mình. 80.000 thôi các bác nhá. 150 chi tiết. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình phích nước 3 lít các bác nhá. Cái này thì các bác cắm điện, các bác để trên bàn uống nước này. Đấy, cực kỳ tiện luôn. Phích nước 3 lít Cucu của Hàn Quốc này bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 180.000 thôi các bác nhá. 180.000 này, cái này thì dung tích là 3 lít này. Qua tiếp cho các bác anh chị mình một cái lô đồng hồ Ampekim các bác nha. Đấy, có đồng hồ hiển thị luôn cô bác anh chị mình. Giá cực kỳ rẻ luôn. Đợt này thì em thanh lý với giá chỉ có là 130.000 thôi các bác nha. 130.000 thôi, giá là cực kỳ rẻ luôn. Bác nào nhu cầu chốt đồng hồ Ampekim này thì liên hệ ngay cho em nhé. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình cái đèn dạ camera nhé. Đấy, cái đèn này thì lúc người đi ngang qua là nó sẽ tự động phát sáng và đặc biệt là sử dụng bằng năng lượng mặt trời. Cô bác anh chị mình ban ngày thì nó hấp thụ năng lượng mặt trời, ban đêm thì nó sẽ phát sáng cho cô bác anh chị mình. Đấy, cực kỳ sáng, các bác lắp ở hành lang hoặc cổng cho em này, cực kỳ tiện lợi luôn, giả camera các bác nhá. Còn có cả remote điều khiển từ xa luôn các bác nhá. Giá chỉ có là 100.000 một cái thôi cô bác anh chị mình. Tiếp cho cô bác anh chị mình bơm đôi đỏ các bác nhá, có đồng hồ hiển thị này, giá chỉ có là 140.000 thôi các bác nhá. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình cái bộ Lego xếp hình cô bác anh chị mình nhá, 520 chi tiết. Đấy, cái này thì các bác mua về cho con em mình để không phải sử dụng điện thoại nữa này, cái xếp các hình này theo trí tưởng tượng của con em mình này. Đấy, giá chỉ có là 110.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Sau đây thì em sẽ test máy hàn cho cô bác anh chị mình. Đấy, que 2 ly 6 và 3 ly 2 đây cô bác anh chị mình. Đấy, trước tiên thì em sẽ test que 2 ly 6 trước cô bác anh chị mình nhá. Máy hàn Lincoln này ARC220E giá chỉ có là 680.000 thôi cô bác anh chị mình này. Đấy, em test thực tế cho cô bác anh chị nào mà nhu cầu muốn mua các bác nhá. Đấy, quá khỏe luôn cô bác anh chị mình. Đấy, cái này thì các bác hàn que 2 ly 5, 2 ly 6 thì các bác hàn cả ngày cho em. Đấy, còn que 3 ly 2 thì các bác hàn số lượng thôi cô bác anh chị mình, 15 đến 20 que một lần thôi các bác nhá.
Đấy, giá chỉ có là 680.000. Siêu khỏe. Đây, còn đây là que Bali 2 này. Thì đi kèm sẽ có một cái cò xỉ nữa các bác anh chị mình nhá. Kèm theo một cái cò xỉ như thế này để lúc mà các bác hàn xong lại các bác có thể đánh này. Đấy, đập cái mối hàn ra cô bác anh chị mình nhá. Đấy, ok chưa? Đấy, bác nào mà nhu cầu chốt này, máy hàn Lincoln này của Đức này, đấy giá chỉ có là 680.000 thôi cô bác anh chị mình. 680.000 thôi cô bác nhá. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình chống thấm cô bác anh chị mình nhá. Đấy, một chai như thế này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 30.000 thôi cô bác anh chị mình. Bác nào bị tôn dột hay là tường nứt hay là gì thì các bác có thể sắm ngay cái lọ này về xịt vào cho em này. Đấy, giá chỉ có là 30.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình một cái dòng quạt khu can cô bác anh chị mình. Cái này thì mình vừa xài pin này, vừa xài điện các bác nhá. Đấy, đây là xài pin này, bác nào mà sử dụng chân pin phổ thông này thì cô bác anh chị mình có thể xài cái máy này các bác nhá. Đấy, bộ đi kèm là sẽ có là một mã thân máy này. Em sẽ bỏ thêm cho cô bác anh chị một cục pin này, kèm theo một cái sạc như thế này. Đấy, cái này thì mình vừa cắm điện vào quạt và mình có thể sạc được cả pin luôn cô bác anh chị mình. Đấy, rất tiện và sử dụng các bác nhá. Và đợt này thì bên em sẽ tặng kèm cho cô bác anh chị mình một cái túi này. Một cái túi để đựng quạt luôn để các bác có thể đi du lịch mọi nơi cho em. Đấy, rất thích hợp cho bác nào mà ở nhà mà có trẻ nhỏ hay bỏ dưới chân giường này. Hoặc là đi du lịch picnic này, hoặc là mình đi nằm viện như thế nào đấy, thì cô bác anh chị mình có thể mua cái dòng quạt này. Cái này thì mình có thể xoay lên xoay xuống được này. Hoặc là các bác có thể ngoắc lên cửa sổ cũng ok này. Có móc đây cô bác anh chị mình nhá. Đấy, giá chỉ có là 860.000 thôi cô bác anh chị mình. 860.000. Và bây giờ thì em sẽ cắm cho cô bác anh chị mình xem này. Đây, đây là cái lỗ để cho cô bác anh chị mình cắm điện trực tiếp nhá. Đấy, nếu như bác nào mà không thích xài pin mà muốn cắm điện trực tiếp thì cô bác anh chị mình có thể cắm trực tiếp vào đây các bác nhá. Đấy, cực kỳ tiện luôn. Và bây giờ em bật quạt này. Đấy, có cái tay nắm để xách luôn các bác nhá. Đấy, cực kỳ khỏe luôn. Ở đây thì có cấp độ số để cho mình bật. Đấy, thích muốn mảnh nhẹ gì các bác có thể bật ở đây các bác nhá. Đấy, cực kỳ tiện luôn nhá. Còn nếu như bác nào mà không thích xài điện này, đấy, không thích xài điện thì mình xài pin các bác nhá. Đây, bên em sẽ kèm theo cho cô bác anh chị một viên pin như thế này. Đấy, cực kỳ tiện này. Đấy, ok chưa? Đấy, giá chỉ có là 860.000 thôi cô bác anh chị mình. 860.000 thôi các bác nhá. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em nhé. 860.000. Khi các bác xài xong này, khi các bác xài xong mà các bác muốn sạc thì các bác cũng có thể sạc trực tiếp ở đây luôn cho em này. Đấy, ok chưa? 860.000 thôi các bác anh chị mình. Nhanh tay các bác nhá, số lượng còn 5 cái nữa thôi các bác nhá. Qua tiếp cho các bác anh chị mình kim chỉ cô bác anh chị mình nhá. Ở trong này thì có hai tầng chỉ này. Đấy, phía trên này thì chỉ có kim và kéo này. Đấy, và thước các bác nhá. Đấy, giá bên em đang thanh lý với giá là 35.000 một hộp thôi cô bác anh chị mình. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình các bác nha, máy hút bụi mini 8V các bác nha. Hàng này hàng Dicton chính hãng cô bác anh chị mình. Đi kèm là sẽ có một cái bộ lọc và một cái dây cáp sạc.
đâu này cái đầu nối ra cho các bác anh chị mình khi các bác nào mà nhu cầu mà cần dài để các bác sử dụng. Giá chỉ có là 395.000 thôi các bác anh chị mình. Đấy, các bác có thể vệ sinh ô tô hoặc là vệ sinh bàn máy tính, rất tiện lợi luôn. Tiếp cho cô bác anh chị mình này, cân tiểu ly này thì bên em về hai dòng này, một dòng bé và một dòng lớn này. Một dòng lớn thì cân 10 kg mà dòng bé thì cân 5 kg các bác nhá. Đấy, dòng bé thì là giá là 50.000, còn dòng lớn này thì giá là 70.000 cô bác anh chị mình nhá. Thì bên em có về một cái lô sạc ắc quy bác nhá, sạc bình ắc quy này. Đấy, cái này thì bác nào mà đang đi xe máy này. Đấy, vì các bác có thể sạc bình ắc quy 12V các bác nhá. Đấy, giá chỉ có là 95.000 thôi. 95.000 một cái sạc ắc quy này, bác nào mà để xe lâu ngày mà hết pin hết ắc quy ấy thì các bác có thể sắm ngay một cái sạc ắc quy như thế này. Giá chỉ có là 95.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Hello, máy xây dựng Nhiên Phát kính chào cô bác anh chị. Ngày hôm nay thì bên em Nhiên có nhập về 1 kg keo hàng bài các bác này. Ấy, băng keo này là băng keo điển các bác nhá. Nó sẽ nhiều màu khác nhau và nói chung là nó bây giờ là hàng bài thì nó sẽ có móp méo như thế này. Nó sẽ không được tròn đâu các bác nhá. Ấy thì cái lô keo hàng bài này thì bên em sẽ thanh lý rẻ cho cô bác anh chị mình. Ấy, nếu như bác nào mà lấy cuộn lớn thì bên em sẽ thanh lý về giá chỉ có là 7.000 một cuộn thôi. Còn nếu như bác nào mà lấy cuộn bé thì giá là 5.000 các bác nhá. Cuộn bé là 5.000 mà cuộn lớn là 7.000 các bác này. Nó là kích thước nó khác nhau các bác nhá. Đấy, kích cỡ là khác nhau. Đấy, có màu sắc khác nhau luôn, trắng này, tím này. Đấy, đen này, đấy, rất nhiều luôn. Đấy, xanh này, đấy. Đấy, và băng keo lớn như thế này thì giá chỉ có là 7.000 thôi. Còn bác nào mà lấy nhỏ thì giá là 5.000 các bác nhá. Bô lông các bác nhá. Đấy, cái dòng này là 2-trong-1 các bác này. Đây, motor và rucklet này sẽ có là 2 pin 10C và 1 sạc. Thì ngày hôm nay thì em sẽ thanh lý giá cực sốc với giá chỉ có là 610.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Máy bào đá tuyết các bác nhá. Đấy, bác nào mà hay ăn đá tuyết thì các bác có thể sử dụng máy này các bác này. Đấy, đoạn này là bọ đá này, còn các bác bào xong nó sẽ đá nó sẽ ra đây các bác này. Đấy, giá chỉ có là 750.000 thôi. Chưa, bác nào mà hay ăn đá tuyết thì các bác có thể sử dụng cái máy này. Đấy. RP7 các bác nhá. Cái này thì bên em đợt này về một cái lò to và một lò nhỏ. Đấy, bác nào mà lấy lò nhỏ thì giá chỉ có là 30.000 một lọ thôi. Còn bác nào mà lấy lò lớn này, lò lớn thì bên em đang thanh lý về giá chỉ có là 50.000 một lọ thôi cô bác anh chị mình. Đấy, cái này thì dung tích nó lớn hơn nên là các bác có thể xài nhiều hơn các bác nhá. RP7 này bôi trơn này, chống thủy sét này. Đấy, quá ok luôn cô bác anh chị mình nhá. Đấy, bác nào lấy lò nhỏ thì lấy, mà lấy lò lớn thì các bác lấy nhá. Qua cho cô bác mình chỉ mình cái bổ tiếp các bác nhá. Cái bổ này thì sẽ có một đầu chuyển từ bu lông sang đầu khoan này 10 ly các bác nhá. Một cái đầu chuyển vít này. Sẽ có kèm theo là tip 14 này, tip 17, tip 18, tip 19, tip 21 và tip 22. 2, 4, 6 cái tip và một cái đầu chuyển và một cái đầu chuyển vít. Đấy, một tip mở đi kèm một cái dây đeo, giá chỉ có là 130.000 thôi cô bác anh chị mình. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình các bác nhá. Cưa xích các bác này, bổ 2 pin, một sạc và một thân máy này. Đây, lam của nó đây các bác nhá. Đây, lam của nó là tầm 4 inch. Lam tầm 4 inch các bác nhá. Đây. Đấy, các bác còn muốn cưa cây hay là cưa ván thì các bác có thể mua loại này về xài cho em. Đấy, giá chỉ có là 350.000 thôi các bác nhá. 350.000. Hello, máy xây dựng Nhiên Phát kính chào
kho thanh lý cho cô bác anh chị mình. Bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên vào số hotline của cửa hàng là 0917210707 cô bác anh chị mình nhé. Đấy, sau bao ngày chờ đợi thì em đèn này lại về tiếp tục cho cô bác anh chị mình. Đấy, đèn này là gọi là siêu sáng luôn các bác nhá. Đấy, có cái tay cầm này cực kỳ tiện luôn này. Đấy, có chế độ SOS để cô bác báo này. Đấy, có chế độ kiểm tra dung lượng đèn pin ở đây luôn các bác nhá. Đấy, các bác bởi nắp này ra là các bác sạc ở đây rồi. Cái lòng đèn nó cực kỳ lớn luôn nên là cực kỳ sáng này. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì bên em đang bán với giá chỉ có là 75.000 một cái thôi cô bác anh chị mình. 75.000 một cái thôi các bác nhá. Rồi, tiếp theo em Nhiên qua tiếp này. Đấy, bác nào nhu cầu về đèn năng lượng mặt trời, cái này thì ở nhà mà bác nào mà hay bị mất điện hoặc là các bác đi câu cá hay là đi, nói chung là đi dã ngoại picnic thì các bác có thể sắm ngay cho em cái đèn này. Vì cái đèn này là mình có thể tích điện bằng năng lượng mặt trời này, hoặc là các bác có thể sạc được hoặc các bác bỏ pin tiểu. Và cái đèn này nó có tận 3 chức năng các bác nhá. Đấy, 3 chức năng này, mình có thể làm quạt được cô bác anh chị mình nhá. Đây, làm quạt được này. Đấy, các bác ghi cho em là đèn quạt nhá, năng lượng mặt trời nhá. Đèn quạt năng lượng mặt trời bên em đang bán với giá là 100.000 thôi. 100.000 này. Đấy, khi các bác sạc đầy mình có thể sạc được cả điện thoại luôn, giống y chang như là cục pin dự phòng. Đấy, mang ra ngoài không cần điện mình cũng có thể sạc được đầy pin nhá. Đấy, giá chỉ có là 100.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Rồi, tiếp theo em Nhiên qua tiếp này. Ngày hôm nay thì bên em có về một cái chảo chiên cơm này, rán cá này. Đấy, cực kỳ tiện lợi, có cái tay cầm bằng gỗ này, không lo bị nóng các bác nhá. Các bác muốn đảo rang cơm là như thế này này. Này, ok chưa? Đấy, bên em đang bán với giá chỉ có là 85.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Không bán lên 100.000 đâu. Đấy, bán cho cô bác anh chị mình với giá là 85.000 thôi. Đấy, 85.000 các bác nhá. Đấy, tiếp qua tiếp cho cô bác anh chị mình này. Đấy, bếp điện hồng ngoại các bác nhá. Đấy, ngày hôm nay thì bên em có về một cái lô bếp điện hồng ngoại này. Đây, ok chưa? Đấy, cái này thì các bác đến Tết rồi mua về đi ăn lẩu này hay là làm gì các bác làm này. Đấy, bếp điện này. Đấy, giá chỉ có là 130.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. 130.000 thôi. Đấy, quá rẻ luôn cô bác anh chị mình. Đấy, quá rẻ này. Đấy, tiếp theo em Nhiên qua tiếp này. Đây. Đấy, cô bác anh chị nào nhu cầu về đĩa để trưng bày trái cây các bác nhá. Đấy, trưng bày trái cây này. Đấy, đi thắp hương này hoặc là các bác dọn tiệc này. Đấy, bộ đĩa inox 5 món nhá, từ nhỏ cho đến lớn nhá. Từ nhỏ cho đến lớn này, bộ đĩa 5 món này bên em đang bán với giá chỉ có là 75.000 một bộ thôi cô bác anh chị mình. Đấy, quá rẻ luôn cô bác anh chị mình nhá. Đấy, bộ đĩa 5 món này. Rồi, tiếp theo em Nhiên qua này. Đây, bộ mũi khoan tháp này. Bộ mũi khoan tháp này là có tận 6 mũi các bác nhá. 3 mũi tháp và 3 mũi thẳng này. Đây. Đấy, bên em Nhiên đang bán với giá chỉ có là 100.000 một bộ như thế này thôi các bác nhá. 100.000 một bộ như thế này, quá rẻ các bác nhá. Đấy, quá rẻ luôn. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên. Qua tiếp này, bộ típ 8 cho đến 24, típ dài, típ đen các bác nhá. Típ dài, típ đen này. Đấy, típ dài, típ đen cô bác anh chị mình. Đấy, bên em Nhiên đang thanh lý với giá là 130.000 các bác nhá. 130.000 này. Đấy, các bác không nghe nhầm đâu các bác nhá. Típ dài, típ đen này, típ chất lượng này. Đấy. Đấy, ok chưa? Chuyển tiếp qua này. Đấy, ấm này các bác này. Đây, ấm nấu nước các bác nha. Ấm nấu nước này. Đấy, giá chỉ có là 45.000 một ấm thôi. Dung tích của nó là 3.0 lít các bác nha. Đấy, 3 lít đấy các bác này. Đấy, ấm nấu nước này. Đấy, xinh xinh, nhỏ nhỏ, xinh xinh nhưng mà inox nha. Giá chỉ có là 45.000 thôi các bác nha. Đấy, quá rẻ cô bác anh chị mình. Rồi, tiếp theo em Nhiên qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đây, bác nào nhu cầu về tông đơ cắt tóc nhá. Tông đơ cắt tóc này thì bên em Nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 150.000 thôi các bác nhá. Đấy, tông đơ cắt tóc này giá là 150.000 này. Đấy, còn ở đây là rìu con sói này. Đây, rìu con sói cô bác anh chị mình. Rìu sói bên em đang thanh lý với giá là 250.000 các bác nhá. Kéo cắt cành này của Nhật này. Đấy, kéo cắt cành của Nhật này thì giá là 50.000. Còn bác nào nhu cầu về nồi ăn lẩu ạ. Đây, nồi lẩu, nồi hấp này. Đấy. Đấy, Tết đến rồi, sắm ngay cho em một cái nồi lẩu, nồi hấp như thế này. Giá chỉ có là 220.000 thôi các bác nhá. Cái này thì xài điện không lo. Không lo là gió máy hay là bếp ga như thế nào. Các bác chỉ cắm điện là các bác xài thôi. Cực kỳ tiện luôn. Giá chỉ có là 220.000 thôi. Rồi, tiếp tục em Nhiên qua tiếp này. Đây. Đấy, sắm ngay cho em cái máy massage này về tặng ông bà cha mẹ mình. Hoặc là các bác sau một cái ngày làm việc mệt nhọc, mình có thể mua cái máy massage này về tự massage cho bản thân mình các bác nhé. Đấy, mà giá hôm nay em ưu đãi vì giá chỉ kỳ rẻ luôn, 180.000 thôi các bác anh chị mình nhé.
180.000 thôi. Đấy, quá rẻ các bác nhá. Đấy, mà có tận 4 đầu để mình thay thế. Đấy, 4 đầu cho mình thay thế các bác nhá. Đấy, quá rẻ luôn. Rồi, tiếp theo em Nhiên qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp. Đấy, qua tiếp cho các bác anh chị mình. Đấy, nồi lẩu, nồi hấp dành cho cả gia đình mình ăn. Đấy, ở dưới thì ăn lẩu mà trên thì hấp bánh, hấp hấp cái gì các bác hấp nhá. Đấy, giá chỉ có là 220.000 thôi các bác anh chị mình. 220.000 thôi các bác nhá. Đấy, quá rẻ luôn. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình cái dòng bu lông bóc sun hàng chính hãng cô bác anh chị mình nhá. Đấy, rất ngon này. Đấy, cái này thì công suất của nó là lực của nó là 550 N này. Đấy. Đầu đặc các bác nhá. Bộ sẽ đi kèm là sẽ có là hai pin 10 cell các bác nhá và sẽ một sạc bàn như thế này. Đấy, ok chưa? Đấy, đây là có các chế độ mảnh nhẹ này. Đấy. Nhẹ nhất này. Chế độ mảnh cực kỳ luôn. Đấy. Chế độ 3 chế độ mảnh nhẹ này. Giá chỉ có là 1.499.000 thôi các bác anh chị mình nhá. 1.499.000 này. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em nhá.